Xin chào xin chào các bác nhé. Lâu rồi hôm nay mới về được cái dòng mà máy hút bụi iRobot Roomba. Cái model này thì em bán không biết đến hàng bao nhiêu chiếc rồi. Một cái dòng máy siêu lành bền các bác nhé. Giá thành hợp lý, hút khỏe rất là sạch. Đấy. Mẫu mã đẹp. Mẫu mã các bác nhìn con này nó là màu nhũ pha viền trắng này, rất là sang luôn nhé. Mà đặc biệt nó lại phím cảm ứng các bác. Đấy, về hình thức quá đẹp luôn, em nhập thì toàn nhập hàng chọn này các bác này. Nguyên zin tuyệt đối luôn nhé. Bạn này không có mông má tút tít gì cả đâu ạ. Nhập về như nào là nguyên zin như thế luôn. Nhập hàng chọn cho nên là hình thức của nó từ các cái góc cạnh viền này các bác này, nó vẫn còn nguyên zin rất là đẹp. Đấy. Con đẹp luôn. Con này thì hàng của thị trường Nhật cho nên là nó có ghi năm sản xuất này các bác này. 2014 nhé. Có một cổng sạc phụ ở đây. Đối với các cái robot này bên nước ngoài họ dùng thì gần như là chỉ có khi chưa hết một đời pin họ đã bỏ máy rồi, cho nên là cái máy nó còn rất là mới. Đấy, cực đẹp luôn, quay sách cho mọi người. Phím cảm ứng nhé. Trên máy thì các bác có thể là chỉnh giờ này. Đấy, giờ phút nhé. Rồi mình có thể hẹn giờ này, hẹn tất cả các ngày trong tuần luôn. Đấy, các bác hẹn bất kể giờ nào nó cũng có thể hút được. Rất là dễ sử dụng thôi. Mình bấm clean này cái là nó làm việc. Hết pin thì tự động về đốc sạc. Hết pin tự động về đốc. Đấy. Hút tất cả các loại bụi mịn ở dưới sàn sạch sẽ. Đây là cái dòng iRobot Roomba, tất cả chỉ làm một chổi ạ. Pin thì trong này em đã thay pin mới tinh nhá. Đây, các cái bánh xe lốp nó còn rất là mới. Dulo nó nhìn còn rất là sáng sạch đẹp, hàng chọn như là các cái gầm bệ này các bác nhìn nó rất là mới nhá. Model 780 này. Sử dụng cho thị trường Nhật đấy. Hãng iRobot Roomba này của Mỹ. Em bán thì bao gồm là đi theo một cái đế sạc. Đế này và một củ adapter. Adapter này các bác có thể sử dụng điện 100 hay 200V đều được hết. Đấy. Các bác có thể cắm trực tiếp vào đây cũng được. Đây. Con này thì em bán là tặng kèm hai cái chổi này các bác nhé. Đấy, giá 3,1 triệu, bảo hành 3 tháng, tặng kèm hai chổi. Đi kèm bộ phụ kiện sạc. Đây, cho chức năng cảm biến chứng rơi cầu thang này các bác nhé. Máy sẽ đi đến các cái bậc cầu thang thì nó sẽ tự động nó dừng lại, có cảm biến ở dưới gầm. Này, vòng quanh. Hút đảm bảo sạch, sẽ không có một tí bụi nào dưới sàn luôn ạ. Không làm không sạch, không lấy tiền các bác. Đấy, sạch luôn nhé. Hàng tuyển chọn. Bọn này thì linh kiện nó rất là dễ thay thế. Đồ đạc rất là sẵn. Các bác cần mua cái gì cũng có. Giá thành thì rẻ. Đấy. Cả một bộ main mạch của con máy này thì nó cũng chỉ có vài trăm nghìn nữa, cho nên là các bác hoàn toàn yên tâm về linh kiện của nó khi mà mình cần thay thế nhé. Rồi các cái chổi chiếc thì nó rất là sẵn, chổi những này rất là sẵn thị trường. Hút theo cảm biến lập trình của nhà sản xuất, cực sạch sẽ luôn. Nó sẽ hút tất cả các góc cạnh ở đây này, nó bẩn như này không muốn chạy nhiều. 3,1 triệu chiếc này, mã số 1 thôi nha, bác nào chốt alo em nhé.